Hello, xin chào các bạn. Thì đây mình mới vừa mua thùng về. Mấy cái thùng này là để đựng bông, cho nên nó được đựng để giao bông cho các bạn khi mà đặt mua bông. Cho nên là mấy cái thùng này mua cũng rất là tốn tiền nha các bạn. Cho nên các bạn phải thông cảm. Nó nhiều chi phí lắm để gửi thành phẩm, gửi cây đi cho khách. Mấy cái thùng này là mình mua lại của siêu thị, thì họ giao hàng cho siêu thị á, thì mấy cái thùng ở siêu thị sẽ bỏ ra và bán lại cho người dân ai cần. Dạng giống như mấy người ở chợ mà bán trái cây, người ta sẽ mua lại để đựng trái cây để giao cho mối, hoặc là những người bán hải sản, cá, mắm đồ ngoài chợ á, là người ta sẽ mua lại của siêu thị rất là nhiều. Đó, đây là cái lô thùng mình mới vừa nhập về. Nhiều đây cũng gần cả triệu bạc đó các bạn. Nhiều chi phí lắm. Rồi nhiều khi thùng ở siêu thị người ta đựng cá á, thì mình về mình phải mang xuống sông này, mình rửa xà bông, lau chùi sạch sẽ, thơm tho, phơi nắng cho khô ráo rồi xong mới lấy dùng để cây bông trang giao cho khách hàng. Còn vẫn cũng có một số thùng ở trong siêu thị người ta đựng trái cây giao vào siêu thị đó, cho nên thì nó không có dơ, không có hôi. Thì mình chỉ rửa sơ rồi phơi nắng cho khô ráo rồi mang vào đựng cây giao cho khách hàng. Thì mình quay tất tần tật mọi nguyên vật liệu, mọi dụng cụ để mình đóng thùng giao cho khách hàng. Thì một trong số đó thì có thùng mút đóng vai trò rất là quan trọng, vì nó để dùng để đựng cây, để cây trên đường mà bưu điện vận chuyển đến cho khách hàng được đảm bảo an toàn, đến tay người nhận hàng hóa bên trong đều rất là ok. Đây là cậu Tư Lùng mà nha các bạn. Thì mình có nhờ cậu Tư Lùng ngồi trong cái thùng mút, ngồi ở đây gió cũng rất là mát, ngồi cặp với sông gió hiu hiu từ hướng chợ thổi về rất là mát. Đây cậu Tư Lùng đang ngồi trong các thùng mút, bởi vì ngồi trong đợi một hồi nước lớn cái mình đi xuống dưới bãi mình rửa các cái thùng mút. Đây là cậu Tư Lùng mà canh nước lớn nha cậu Tư Lùng. Hiện tại thì đang nước ròng, chắc cũng khoảng tiếng đồng hồ nữa nước mới lớn lại, tại vì chảy ròng chưa có sát. Khi mà gồng sát mé sông rồi cái nước còn đứng nữa, xong rồi mới lớn. Nước gồng sát, thường thì nước gồng mà tới sát giữa sông lận thì mới quay lại lớn lên. Giờ cái lô thùng để đây, phải ngồi canh đang đợi nước lớn rửa. Rồi mình vừa review sơ lược cho các bạn xem những cái thùng mút mình mới mua về. Bây giờ mình kết thúc video ở đây. Kính chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Và không quên là luôn giữ ấm cơ thể bằng cách là luôn uống nước để phòng chống Covid-19. Nhớ đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Rồi, mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Bye bye!